cần phải xem xe đâu. Em đem ra cho bác thôi. Em máy chưa? Em hiểu, ý là vào uống bia thì thôi. Một em phải đi giao luôn. Riêng có để của anh ấy. Không, em biết tính anh mà. Anh còn em không như cái thằng mà anh bảo là anh mua 18 triệu mà nó mua lại 7,5 triệu xem nó còn nợ chứ giả đâu. Nét luôn cái càng quất. Lên biển số cũ đây. Ok, đi đây. Lên lên. Ok ok. Mua được một cái gì cả. Ok, cảm ơn anh nhá. Đăng ký được không nhá. Anh em ơi, mua xe rất đơn giản nhá. Đấy. Cần gì? Mua xe rất đơn giản, cho xe lên luôn không? Đấy, cần phải xem đâu. Xe làm gì? Xe mình bán ra mà anh em. Đó, nhớ bên này nhá, rất đơn giản nhá. Chắc là mua xe nhanh nhất kỷ lục đấy. Quá ngon luôn. Đúng rồi. Kiểu muốn lên đời con đẹp thôi. Vâng. Muốn lên đời con tầm triệu. Vâng. Nhưng vâng, mà xin lỗi mẹ, quá ngon luôn. Vừa nãy em mua làm con của khách nhà. Anh mua cho em là gì gì về đi. Hôm nào anh qua đấy uống rượu nhá. Vâng. Đấy thích đi chơi mà. Vâng. Anh cứ qua em mời anh. Để cả bằng tiền con xe vẫn mời. Nói hết nhau cái đấy. Phải đâu. Còn mua bán thì là rõ ràng là mình trừ rồi anh nhận không? Có chậm gì đâu, chơi mày có không á. Anh đi đăng ký rồi nhá. Vâng. Kiên cầm đăng ký rồi. Đấy rồi. Okay. Mua bán đơn giản mà. Mua nhanh bán không? Hải Dương đợi em nhé. Ok. Một câu chuyện rất là tình cờ là hôm nay Trung Kiên buổi sáng thì em bảo anh em rồi là về ăn dỗ rằm tháng 7. Thế là lúc em lên chuẩn bị đi bốc chiếc xe của anh ấy thì cô bác xe Hà Nội đã cũng mang về. Tức là đa số là người chơi xe này là sẽ lên đường. Đấy. Thì anh ấy thôi. Còn tiền nào của ấy thôi. Đi rất ngon nhưng mà lên lên đời 100 triệu có gì đâu. Vâng, okay. Thích nhá, chơi. Mà mua lại chiếc này rồi bán cho bác trai ở Hải Dương. Đấy, bây giờ cảm ơn anh rất okay, nhiều. Ok, ok. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nhá. Chúc em lúc nào phát đạt nhá. Rồi, lúc nào có xe nào em okay, báo. Ok, rồi. Ok. Ok. Bây giờ em đi Hải Dương ra ngoài luôn anh em ạ. Chào nhá. Vâng. Okay. Anh em ơi, chưa mua đã bán đấy. Chưa mua đã bán đấy anh em ơi đi. Anh em thấy chưa? Chưa mua đã bán rồi. Anh định vị về Hải Dương luôn anh Quang ơi. Định vị về Hải Dương luôn. Đấy nhá, câu chuyện rất là thật nhá. Anh em ơi, Hà Nội không vội ở đâu anh em nhá. Đúng ngày chủ nhật luôn. Đấy. Tắc nghẽn luôn anh em ạ. Bây giờ là 17:52. Trung Kiên kể qua cho anh em câu chuyện thôi là hôm nay buổi sáng em về em ăn ngày rằm tháng 7. Thì lúc em lên thì có một bác trai ở Hà Nội, bác ấy mang chiếc xe Win Huyền Thoại 100 bác mua nhà em cách đây tầm 4 tháng lên. Bác ấy đổi lên một xe mộc nhà em. Bác đang chào một xe mộc nhà em. Thế thì em mua lại em trừ đi 20%. Em đăng lên chưa đầy 5 phút thì em ưu tiên anh trai Hải Phòng. Thì ông anh trai Hải Phòng anh chốt rồi anh em nhá. Và lịch trình của Trung Kiên lại tiếp tục. Bây giờ Trung Kiên từ Hà Nam đi Đông Anh để bốc một chiếc xe thành phố Đông Anh, ở huyện Đông Anh. Thì cái chiếc xe này, này nó lại ngẫu nhiên tiếp là em chưa về đến nhà, em còn chưa đi mua cơ, chưa chốt cơ. Thì bác trai Hải Dương bác ấy mua rồi. Bây giờ em từ Hà Nam đi Đông Anh mang xe về giao sang luôn Hải Dương. Anh em thấy không? Đấy, đúng là uy tín thì tạo niềm tin anh em ạ. Mua bán rất nhanh chóng luôn. Đấy. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe hay phục dựng xe Win Huyền Thoại 100, hãy theo dõi Trung Kiên, ủng hộ Trung Kiên. Chủ mua thì alo cho em tư vấn chứ đừng nhắn tin nhá. Đấy, chiếc xe này là còn chưa đi mua đã bán rồi cơ. Đấy, câu chuyện nói ra thì anh em ở em kêu nhưng nó là sự thật đấy. Nó là sự thật 100%. Và tin hay không thì em sẽ có video hình ảnh để chứng minh cho anh em. Có nghĩa là đấy, đơn giản câu chuyện nè, sáng nay em phải về ăn rằm rồi. Đấy, mình đi đâu đi thì không thể quên nơi mình sinh ra được. Đúng không? Sau đó thì lúc em lên phát là vừa đúng em lên xong em chuẩn bị đi Đông Anh để em mang chiếc xe về em giao cho bác xe Hải Dương ấy. Thì bác trai Hà Nội bác phi đến, trời đang mưa. Thế là hai anh em chốt giá là ở nhà rồi. Đấy, thứ bác cái mang lên đây. Em mua lại cho bác em trừ đi 20%. Thế bác mua nhà em là 80 triệu, em trừ đi 20% là còn 64 triệu. Đấy, bác lọc cho em 1 triệu.
và em cộng luôn cà phê 4 triệu cho anh trai ở Hải Phòng luôn trong vòng 5 phút đấy. Em mà ưu tiên anh trai Hải Phòng anh chốt luôn. Thế là bán luôn cho anh là 68 triệu rồi. À, chờ tháng 8 đẹp ngày là ship lên cho anh ấy thôi. Còn chiếc xe em chuẩn bị đi lấy đây này, chiếc xe ở Đông Anh. Là bác em mua cách đây khoảng 2 tháng, nhà em loanh quanh khoảng 30 triệu. Đấy, thế em trừ đi của bác phần trăm đi em mua lại xong này em lại bán luôn cho bác trai ở ở Hải Dương rồi anh em nhá. Đấy, bác trai Hải Dương đợi em nhá. Bây giờ em bốc chiếc xe Đông Anh này, là em chuyển thẳng sang nhà bác luôn. Đấy, và hứa với bác tặng bác bộ tem vắt thì em cũng mang đây rồi. Bộ tem vắt đây. Đấy. Đây, em đang ở trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ đây này. Đấy. Em đi đâu làm gì em đều quay video anh em nhá. Công khai rõ ràng. Ngày thứ 7 hơi đông. Đấy, chốt kèo thành công. Cảm ơn tất cả anh chị em đã và đang tin tưởng Trung Kiên. Những anh chị em đang theo Trung Kiên mà chưa tin tưởng Trung Kiên thì theo dõi thêm. Bao giờ đủ lòng tin mua sau chưa muộn anh em nhé. Đấy, em xuất phát đây. Chủ mua thì kết bạn Zalo em qua số hotline 0778 24 48. Hotline mới của em là 0358 444 888 hoặc 0354756789 anh em nhé. Đấy, cảm ơn anh em ạ. Chào tất cả anh em. Anh bác trai Đông Anh đợi em nhé. Và bác trai ở Hải Dương cũng đợi em ship sang nhà bác luôn. Ok nhá, bác trai Hải Dương đợi em nhá. Em bắt đầu đến vành đai 3 trên cao này. Đấy. Em sang bên Đông Anh, em mua chiếc xe của bác trai Đông Anh. Số em rất là đỏ là em lại đi luôn giao từ Đông Anh cho bác trai ở Hải Dương luôn. Đấy. Mình nói là lộc cũng được, mình nói là niềm tin cũng được, mình nói là may mắn được. Chỉ biết là cảm ơn tất cả khách hàng của em. Đấy, khách hàng của em đã tin tưởng em, ủng hộ em. Đấy là xe chưa về nhà đã bán đấy, còn chưa mua nhá. Hoặc là chưa mua luôn nhưng bác trai Hải Dương bác đã cọc rồi. Mới gửi cái video thôi. Là bác trai ở Đông Anh bác gửi cho em thôi, em gửi cho bác trai Hải Dương là bác ấy chốt luôn. Bác cọc luôn rồi. Đấy, và bác bảo là thế, cho anh thêm cái tem vắt nữa, bảo ok. Em tặng bác cái tem vắt. Đây, còn cách nhà bác trai đấy là 14 km nữa. 18 phút nữa đến nơi. 18 phút nữa đến nơi. Từ lúc lắp cái trần sao này nó có lộc hẳn đấy anh em ạ. Ngôi sao băng rơi để được một điều ước đấy anh em. Đấy. Ok nhá, em xuất phát đây. Đến nơi em sẽ bốc em chở thẳng sang bên Hải Dương luôn. Đấy, cảm ơn anh chị em ạ. Ok anh em ơi, Trung Kiên đang ở Đông Anh Hà Nội nhá. Chợ xã Lam Hồng, Đông Anh Hà Nội. Đây này, còn cách anh ấy 2 phút nữa nhá. 2 phút nữa đến để bốc chiếc xe của anh ấy. Chiếc này ngày xưa anh mua nhà em nhưng bây giờ anh lên đời chiếc xe ngon hơn. Đấy, đa số khách hàng mua xe nhà em, đa số khách hàng mua xe nhà em là sau này đều lên đời hết. Thì bắt đầu lại bán lại chiếc xe của đấy cho em thì em vẫn mua lại. Đấy. Nói chung là những ai tử tế mua xe nhà em nhá, cứ nhẹ nhàng em vẫn mua lại hết. Kể cả không lỗi hay lỗi em đều mua hết. Nếu lỗi em mua lại đủ tiền, còn không lỗi em có quyền không mua hoặc mua với giá thỏa thuận. Đấy thì anh em bán lại em vẫn mua nhá. Em mua thì rất nhiều người kinh tế ít hơn mình ấy, người ta lại mua lại của mình mà được cắt phần trăm, đúng không? Lại được cắt phần trăm đi chẳng ngon anh em, đúng không? Đây, ngay chỗ đầu đường này thôi nhá. Ngay chỗ đầu đường không đây. Ngay đầu đường này. Đấy, đúng đầu đường này luôn. Anh này thì anh ấy không cho lên video. Nhưng xe này cũng bán luôn rồi anh em nhá. Xe này cũng bán luôn rồi. Đấy, xe này cũng bán luôn rồi. Anh rẽ vào đi, anh rẽ vào. Đấy. Ok anh em đợi em nhá. Em mua lại xong rồi em lại giao luôn cho bác trai Hải Dương. Đây 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 bác ở đây. Đây đây đây. Bóc qua bóc qua. Đây. Đây đây đây. Ơ. Hay là người khác nhỉ? Đây để em điện cho ông bác. Anh em đợi em nhá để em điện cho bác ấy. Đây đến nơi rồi. Đây vị trí bên trong. Em biết đâu, em ngoài đường nhựa mà. Em ra đường nhựa này, đi qua chỗ em vừa leo đấy, đi qua khoảng 100 mét đi. À chứ không đứng chỗ này à? Ok ok ok. Đây đây. Đây anh Quang ơi, đâu rồi, chờ em tí. Lái xe em đang đi vệ sinh đây, tí đây. Rồi em biết rồi, lái xe em đi vệ sinh tí. Anh chờ em tí. Đi ra khoảng được 100 mét. Rồi em biết rồi nhá. À anh này anh chắc là ngại anh giấu vợ đây anh em ạ. Anh ngại anh giấu vợ đấy, chắc là anh mua xe khác về để cho vợ không biết là bán đấy. Thế coi như bảo dưỡng rồi xong mang xe khác về thôi ấy, đúng không? Đúng rồi đấy. Nhiều người tao không muốn đổi đi đổi lại vì nhiều khi phụ nữ không thích, ví dụ như là quay lại 100 mét, anh ấy không chắc không cho vợ biết đấy. Ví dụ anh ấy vợ hỏi thì bảo xe này là mang với Trung Kiên bảo dưỡng chẳng hạn. Thế lúc mang chiếc xe kia về thì là thì coi như là vẫn là xe đấy, hiểu không? Đúng không? Chứ việc bán rồi em ơi, anh bán rồi xong là lần sau mang xe kia về thì vợ lại mua xe à? Đây, ở đâu này? Đấy. Cũng cái hay mà. Ta kìa 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 kìa. Đấy. Cũng vừa đi ra đấy đấy. Ừ. Thế là đếm tiền thôi. Thế thì con xe mới đi qua đấy cần gì nữa. Bình thường đứng như này này. Anh đỗ sát vào đằng trước. Đỗ sát vào. Đấy. Đỗ sát vào.
đây anh em nhá. Ok ok. Anh này thì không cho quay mặt rồi nên đừng quay mặt anh ấy nhá. Lần trước em giao xe hạng thì. Ok anh em nhá. Để em xuống á. Anh cầm tiền luôn anh Quang ơi, cầm tiền xuống luôn. Không không, không quay mặt đâu. Quay đoạn thôi. Vâng. Quá đẹp thì đừng nói. Ok. Thế này cứ giao luôn được không? Giao luôn được à? Giao luôn cho bác trai ở Hải Dương luôn. Quá nét không có đâu. Anh quay đếm tiền luôn là xong thôi. Thôi đừng đừng không không gì hỏi. Không 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 quay anh đâu, anh cầm đây. Anh quẩn. Đếm đếm cho. Anh đứng chỗ này. Đây đứng chỗ này, đừng quay mặt anh ấy nhá. Rồi rồi. Okay. Đây đứng lại gần xe thôi. Đây nha bác Yến Thanh nhá, em đếm tiền rồi giao luôn. Kiên cầm đăng ký rồi. Đây rồi. Okay. Mua bán đơn giản mà. Mua nhanh bán không? Bác trai Hải Dương đợi em nhá. Ok. Một câu chuyện rất là tình cờ là hôm nay Trung Kiên buổi sáng thì em bảo anh em rồi là về ăn dỗ rằm tháng 7. Thế là lúc em lên chuẩn bị đi bốc chiếc xe của anh ấy thì cô bác xe Hà Nội cũng mang về, tức là đa số là người chơi xe này là sẽ lên đời đấy anh ấy thôi, còn tiền nào của ấy thôi đi rất ngon nhưng mà lên đời 100 triệu có gì đâu thích chơi. Mà mua lại chiếc này bán cho bác trai ở Hải Dương đấy, bây giờ cảm ơn anh rất okay, nhiều. Ok ok nhé, chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Chúc em lúc nào em phát đạt nhá. Rồi lúc nào có xe nào em ok báo. Ok rồi. Ok bây giờ em đi Hải Dương ra ngoài luôn anh em ạ. Vâng anh em ạ, chưa mua là bán đấy. Chưa mua đã bán này anh em ơi, đi. Anh em thấy chưa? Chưa mua đã bán rồi. Anh định vị về Hải Dương luôn anh Quang ơi. Định vị về Hải Dương luôn. Đấy nhá, câu chuyện rất là thật nhá. Em đăng video lên xong anh em đợi anh ấy kết, em phải giao luôn Hải Dương luôn. Biên vi đăng này, đề lên anh. Đề lên cho nó có đèn sáng này nè. Đấy. Đấy cái định vị thứ hai mà em gửi cho anh đấy, cái định vị thứ hai đấy. Định vị đầu tiên đấy. Đấy, đấy đúng rồi. Đấy bây giờ em giao con này Hải Dương luôn anh em nhá. 18 giờ 18:49 đây này. Đấy, đến mấy giờ? 20:09. 20:09, thế có nghĩa là đi mất 1 tiếng 20 phút. Bác trai Hải Dương đợi em nhá. Đấy, anh em mua xe phục dựng xe cứ theo dõi em đấy. Em đi đâu làm gì em đều công khai. Đấy em mua lại bao nhiêu con này em công khai luôn. Đấy, ông này ông có con Win tàu biển 29 ông bảo có mua không?
xong mình bảo Win tàu em không mua thì quay ra bảo là mua không bán. Chán thật. Ơ đi thẳng luôn à? Ừ, nó có lối mới gì đấy. Ok nhá anh em nhá, bác trai Hải Dương đấy em. Em tạm dừng video nhá, em đăng video lên. Đấy, chốt kèo thành công với bác trai ở Đông Anh. Mua xe chưa đầy 5 phút anh em ạ. Cứ ra đếm tiền là về thôi. Đấy, bây giờ em đi sang Hải Dương không sao. Đấy, chào tất cả anh em.